Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạnh Cường Stock và em là Mạnh Cường. Thì ngày hôm nay cái nội dung chính của cái video cuối tuần ngày 15 tháng 9 năm 2023 có 3 phần nha mọi người nhé. Phần thứ nhất đó là VN Index chuyển sang cái trạng thái sideways hình tam giác và có thể nó sẽ nảy lên nảy xuống trong cái biên độ tam giác nha mọi người nhé. Và phần thứ hai đó chính là dầu khí và banh đang trở lại dẫn dắt thị trường khi có một vài cổ phiếu banh và một vài cổ phiếu dầu khí đang có cái xu hướng vượt đỉnh 52 tuần nhé mọi người nhé. Và phần cuối cùng đó chính là chứng khoán bán lẻ và thép tiếp tục là có lực chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên mà em thấy vẫn có cái lực hấp thụ khá tốt nha mọi người nhé. Và sang tuần sau thì mọi người có thể chú ý giúp em là nhóm đầu tư công và nhóm banh nhé. Một vài cổ phiếu tí nữa em sẽ phân tích trên đồ thị cho mọi người xem. Và cuối cùng là em Cường có một cái nhóm Zalo 0936812449, ID nhân viên bên công ty chứng khoán VPS của em là BC25. Nếu anh chị nào mà chưa có tài khoản hoặc là mọi người có ý định chuyển ID về bên em Cường quản lý thì mọi người liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại của em. Em sẽ hỗ trợ mọi người mở tài khoản và đi cùng mọi người suốt trong cái quá trình đầu tư của mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào cái phần đầu tiên trong cái ý thứ nhất, đó chính là VN Index chuyển sang trạng thái sideways tam giác nha mọi người nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tổng quan về thị trường một chút. Ngày hôm nay VN Index giao dịch với cái khối lượng là 917 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch ngày hôm nay là 21.678 tỷ. Ngày hôm nay trong phiên thị trường có những cái cú rung lắc từ lúc 11 giờ và sang buổi chiều thị trường rung lắc mạnh lúc 13 giờ nha mọi người nhá. Chỉ số có lúc nó đã lùi về cái mức 1.221 và có lúc nó kéo cao nhất vào buổi sáng là lên 1.233 nha mọi người nhá. Trong phiên biến động 13 điểm, hôm nay cũng là một phiên rung lắc kéo rũ, trong phiên có hai nhịp rũ và hai nhịp kéo nhé mọi người nhé. Mọi người đếm nhịp cùng với em như thế này thì mọi người sẽ có thể bán được ở những cái nhịp mà thị trường kéo và mọi người có thể mua ở những cái nhịp thị trường rũ nhé mọi người nhé. Thì đây mọi người thấy này, cái nhịp mà thị trường kéo vào buổi sáng là nhịp kéo mạnh nhất lúc 10 giờ nhé mọi người nhé, lúc 9 giờ 57 phút. Cho nên là mọi người chú ý, nếu mà mọi người có lướt chốt lời ngắn hạn thì mọi người canh những cái nhịp thị trường nó kéo cao như này để mọi người bán, và những cái nhịp rũ cái lúc 11 giờ trưa và cái lúc 13 giờ chiều nhé mọi người nhé, là mọi người sẽ canh ở những cái nhịp đó để mọi người mua vào, mọi người sẽ có lợi về giá rất là nhiều nhé mọi người nhé. Mọi người chỉ cần tinh tế ở trong phiên như này thôi là mọi người có thể sẽ mua rẻ hơn được khoảng tầm 2-3% so với người khác, và nếu muốn bán mọi người cũng sẽ bán được lợi hơn so với những người khác khoảng tầm 2-3% nhé mọi người nhé. Còn về tổng quan thị trường ngày hôm nay thì dòng tiền vẫn đến mạnh từ những cái cổ phiếu dầu khí, bởi vì giá dầu là đang tăng mạnh nha mọi người nhé. Ngày hôm nay cổ phiếu dầu khí thì được dẫn dắt bởi cổ phiếu PVS, cổ phiếu PVB và cổ phiếu GAT nha mọi người nhé. Thì ba cổ phiếu này cũng là cổ phiếu chủ đạo để dẫn dắt thị trường trong cái giai đoạn này. Nó được hưởng lợi rất nhiều từ cái yếu tố là giá dầu khí và giá khí tự nhiên nó tăng mạnh nha mọi người này. Chúng ta có thể thấy giá dầu crude oil Ben Biển Bắc ngày hôm nay nó đã tăng lên mức 94 đô la một thùng. Đó, đây cũng chính là cái vấn đề em đang khá lo lắng, bởi vì nếu giá dầu mà nó tiếp tục tăng tiếp thì nó sẽ gây rất mạnh áp lực lên đến lạm phát toàn thế giới nhá mọi người nhá. Và cái ngày 20 tháng 9 tới đây, Fed sẽ nâng lại họp và nâng lãi suất. Nếu mà giá dầu tiếp tục neo cao như thế này thì rất sợ là Fed sẽ nâng lãi suất trực tiếp vào cái lần này. Hy vọng là Fed sẽ không nâng lãi suất. Còn ECB thì ngân hàng Trung ương châu Âu ngày hôm qua mọi người ạ, đã có cái phiên nâng lãi suất thứ 10. Đó, rất là đáng sợ. Lãi suất vẫn tiếp tục chưa dừng lại. Đó, và mọi người thấy giá dầu nó đã vượt qua cái vùng trending range này của nó này. Đó, cái vùng trending range em vẽ sẵn này, và nó vượt qua, nó vào cái xu hướng uptrend này, nên em cũng khá là lo lắng. Và ngày hôm nay thì nhân cái dịp mà nó kéo buổi sáng khá là mạnh, em cũng đã hạ hết cái phần margin của em rồi. Nói thật với mọi người là trong cái giai đoạn vừa rồi em là người đánh full margin luôn, đánh full đòn bẩy luôn nha mọi người nhá. Đó, em đánh gần như là 100% đòn bẩy luôn. Có 2 tỷ rưỡi gọi là vay hết cỡ luôn, lên gần 5 tỷ đánh. Mà đến hôm sáng ngày hôm nay bắt đầu em mới hạ ra với những cái cổ phiếu là chứng khoán này và một vài cổ phiếu đầu tư công, một vài cổ phiếu bán lẻ, là sáng nay em đã hạ ra. Bây giờ về còn toàn bộ chỉ là toàn tiền thịt nha mọi người nhá. Cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu bằng tiền thịt. Còn sáng hôm nay có mua thêm một chút cổ phiếu FCN vào cuối phiên, còn lại là toàn bán thôi. Đấy mọi người thấy không? Từ sáng em bán từ sáng sớm, từ lúc 30 CTS nó còn 32.5 này, AS nó còn 12.9 này. Bán ANV thì lúc nó còn 35.7 này. Đấy, EVS bán lúc 12.1. Em bán từ sáng sớm và đây chỉ là một cái quyết định của em là gọi là hạ tỷ trọng danh mục nhá mọi người nhá. Đây này. Tài khoản của em hiện tại tỷ lệ nó đã về mức dưới 1 rồi. Có nghĩa là bây giờ em sẽ dư rất nhiều sức mua. Nếu mà thị trường mà có kéo lên
thì em chấp nhận mua cao hơn, mà thị trường có rũ lại thì em sẽ có vốn để em mua tiếp trong cái nhịp lần sau nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem khối ngoại ngày hôm nay nó giao dịch như thế nào. Ngày hôm nay khối ngoại nó mua dòng nhẹ 123 tỷ nhé mọi người nhé. Để em xem khối ngoại ngày hôm nay nó mua dòng cái gì. Ngày hôm nay khối ngoại nó mua dòng Vinamilk, nó mua dòng KBC, nó mua dòng Vinhome nhé mọi người nhé. Và nó mua dòng một chút PDR. Ở chiều ngược lại nó bán dòng Mansan, MWG và STB nhé mọi người nhé. Ngày hôm nay thì cuối phiên thì gần như là cái bọn ETF nó đã cơ cấu từ những phiên hôm trước, cho nên là ngày hôm nay nó gần như không có cái hiện tượng đấu súng mạnh trong cái phiên ATC nhé mọi người nhé. Đấy là điều em cũng lo ngại nhất trong cái ngày hôm nay. Tuy nhiên mà nó không xảy ra thì mình cũng khá là vui. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ xem tổng quan về thị trường trong ngắn hạn nha mọi người nhé. Thì mọi người có thể thấy em đã vẽ sẵn ba cái trend ở đây. Thì đây vẫn là đang là hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược nha mọi người nhé. Và đây vẫn đang là vùng đáy của cái mẫu hình vai đầu vai ngược. Tuy nhiên mọi người cũng cần đề phòng, bởi vì sao? Trong cái nhịp thị trường tích lũy nó thường có những cái cú spring giả vờ gãy xuống đây, xong bắt đầu nó mới giật lên nha mọi người nhé. Nên mọi người hết sức đề phòng cái giai đoạn này. Chắc chắn thị trường điều chỉnh xong rồi sẽ đi lên, nhưng mọi người chú ý là phải hạ tỷ lệ đòn bẩy xuống và duy trì có một chút tiền mặt, để hễ mà nó có giật xuống đây một phát thì mình lao vào mình múc hết hàng của chúng nó luôn nha mọi người nhá. Đấy, trên MACD thì ngày hôm nay thì nó cũng có sự suy yếu nè mọi người này. Đó, nó đã chuyển sang màu đỏ. Và hơn nữa thì mọi người có thể thấy là cái chỉ số RSI này. Đó, vì sao mà hôm nay em cho cái nhóm của em hạ bớt cái tỷ lệ margin? Bởi vì mọi người có thể thấy khi mà RSI nó chạm lại cái cản cũ thì nó giật xuống, và nó chạm lại cản cũ thì nó giật xuống. Và cái nhịp hồi này nếu khả năng về cái cản cũ này, nó khả năng nó sẽ có một cái cú giật xuống tiếp nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em là cái giai đoạn này mọi người có mua vào cũng được, nhưng phải tìm những cái cổ phiếu mạnh và hạn chế mua đuổi những cái cổ phiếu nó đang neo cao nha mọi người nhá. Mọi người chú ý giúp em là như vậy. Đấy. Thì trong cái biểu đồ 1 giờ chúng ta sẽ xem nó gọi là trực quan hơn. Thì để em tắt mấy cái này đi đã. Bỏ công cụ vẽ này. Đó, mọi người thấy chưa? Trên cái biểu đồ 1 giờ thì ngày hôm nay khối lượng giao dịch đã có vẻ là thấp đi rồi. Nó đã hình thành lên một lần test, hai lần test và ba lần test nha mọi người nhá. Đấy. Và cái nhịp test đáy cuối cùng này khối lượng đã dần dần thấp đi này. Đấy, nên mọi người cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Khi mà khối lượng thấp đi là thị trường nó sẽ rơi vào cái nhịp tích lũy nhá mọi người nhá. Đấy. Và cái nhịp này ấy, mọi người có thể hình dung cho em là đây là một dạng tích lũy tam giác này. Đó. Và nó sẽ đi đến cái đoạn cuối của tam giác này. Khi nào đến cái đoạn cuối của tam giác này là nó sẽ có xu hướng break lên. Tuy nhiên mọi người cũng phải đề phòng, bởi vì là trong cái xu hướng tích lũy nó sẽ có những cái cú spring trong nền giá nha mọi người nhá. Những cái cú spring là gì? Là những cái cú có thể nó cố tình giật gãy tất cả các kênh giá này. Mọi người này, gãy tất cả các kênh giá này. Nó sẽ có những cái cú cố tình giật gãy kênh giá để làm gì? Để nó rũ bỏ những cái dân đánh kỹ thuật nhá. Sau đó nó mới giật lên đó. Nên là mọi người cũng hết sức chú ý giúp em. Nếu thị trường nó có giảm thủng cái kênh giá thì mọi người cũng đừng có hoang mang. Mọi người cứ yên tâm là trong cái môi trường lãi suất rẻ này thì chứng khoán chỉ có đi lên thôi. Tháng 10 đến tháng 11 đáo hạn ngân hàng khoảng tầm 1 triệu tỷ tiền gửi tiết kiệm nha mọi người nha. Với cái lãi suất 5,5% hiện tại và lạm phát của chúng ta là hơn 3% thì thực chất lãi suất danh nghĩa của người gửi tiết kiệm chỉ thu về có 2% thôi. Nên chắc chắn những cái dân tinh anh người ta sẽ hiểu điều này. Người ta sẽ phải rút cái tiền tiết kiệm đó để chú vào những cái tài sản nha mọi người nhá. Mà bất động sản thì hiện tại nó vẫn đang đóng băng và trái phiếu thì không có một giao dịch nào cả. Mọi người chú ý giúp em là như vậy. Nên là tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán thôi. Quan trọng là khi nào thì nó đi lên và khi nào các cổ phiếu VN30 nó đồng thuận cho VNX đi lên nha mọi người nhá. Đó, bởi vì ngày hôm nay mọi người kiểm tra con VIX này. Con VIX nó vẫn đi tìm đáy. Đó, con này khi nào nó phải ổn định được đáy của nó nhá mọi người nhá thì VN Index mới đi lên được. Bởi vì nó luôn luôn áp lực lên thị trường. Cho dù những cái nhóm khác nó gánh thị trường như là banh, nó nổi lên nó gánh thị trường, nhưng mà bọn này nó phá như này thì thị trường không thể nào mà phá đỉnh được nhá mọi người nhá. 2-3 hôm trước em tưởng là cái con này nó sẽ đậu ở cái hỗ trợ MA 200 ngày này và hoặc MA 50 ngày này thì nó giật lên là thị trường sẽ vào pha vượt đỉnh luôn. Tuy nhiên mẹ con này nó phá kịch đùa, nó phá cuộc chơi lắm, lúc mình ghét thật luôn. Mọi người, với những cái volume lớn như thế này nó tiếp tục nó dấn xuống mà nó đánh đúng như kiểu là cái con cổ phiếu penny như thế này thì đúng VN Index không thể lên được với nó, đúng không mọi người? Mọi người thấy nó đánh giống hệt cổ phiếu penny không? Lên như nào xuống như vậy. Bây giờ đến MA 200 nó cũng dã thủng luôn.
Thế thì còn gì để mà nói nữa. Vậy cho nên là VN Index nhịp này em mới cho rằng nó sẽ đi vào cái trạng thái sideways. Để làm gì? Để đợi cái thằng ông nội này nó tìm đáy nhá mọi người nhá. Thằng ông nội này khi mà nó về đến đáy ấy, thì nó sẽ phải tích lũy đáy ở một giai đoạn khoảng tầm 1 đến 2 tuần nhá mọi người nhá. Lúc đó thì nó rõ xu hướng và nó mới không áp lực lên thị trường nữa. Và khi nó vào nhịp hồi thì VN Index của chúng ta sẽ vượt đỉnh nhá mọi người nhá. Đấy, nó nên là mọi người cũng hết sức chú ý. Khi mà những cái nhận định của mình sai á thì mình hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi là mình sẽ hạ tỷ trọng cổ phiếu và mình chờ vòng sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái ý thứ hai nhá mọi người nhá. Chúng ta sang cái ý thứ hai này của cái slide ngày hôm nay. Nhóm dẫn dắt điều chỉnh, thị trường thì tìm dòng dẫn mắt mới. Thì em nói với mọi người nghe này, trong tất cả những cái nhịp điều chỉnh, khi thị trường bật dậy sẽ có một dòng dẫn dắt mới nó dẫn dắt thị trường nhá mọi người nhá. Trong khi đó ngày hôm nay thì rõ ràng chúng ta thấy nhóm dẫn dắt nó đang điều chỉnh này. Nhóm thứ nhất đó là nhóm chứng khoán nhá mọi người nhá. Chứng khoán ngày hôm nay những cổ mạnh như là SDI, CTS nó đều điều chỉnh này. HCM ngày hôm nay nó lấy lại được vùng cân bằng này. Đó, nên là chúng ta thấy là nhóm chứng khoán nó đang có sự điều chỉnh và nhóm gì mọi người? Nhóm bán lẻ nhá mọi người nhá. PET, DigiGua cũng đang có cái sự điều chỉnh đó. MWG hôm nay nó cũng điều chỉnh áp lực. Tuy nhiên có con FRT ngày hôm nay sao nó lại tăng ở cái mức này, nó cái khá là lạc loài. Tuy nhiên là không sao, những cái dòng dẫn dắt nó đang điều chỉnh. Sau cái nhịp điều chỉnh nó sẽ có một dòng mới. Là mọi người chú ý đến cái dòng banh và dòng đầu tư công nhé mọi người nhá. Em lưu ý mọi người hai cái dòng này có thể sau cái nhịp điều chỉnh xong sideways tích lũy này, nó có thể là cái dòng sẽ dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới nhá mọi người nhá. Nhất là dòng banh. Bởi vì sao? Dòng banh nó chiếm tới hơn 30% vốn hóa của thị trường nhá mọi người nhá. Đây này, dòng banh nó chiếm đến khoảng tầm là 35% vốn hóa của thị trường. Chỉ cần dòng này nó vào cái pha dẫn dắt và dòng bất động sản nó tạo đáy xong ấy, thì thị trường sẽ vượt đỉnh cùng kết hợp với họ Vin nó tạo đáy nhá mọi người nhá. Đấy. Ngày hôm nay thì có một vài yếu tố vĩ mô cũng khá đáng là lo ngại, tuy nhiên là em sẽ trình bày vào cuối tuần. Thứ nhất đó chính là tỷ giá ngày hôm nay, tỷ giá trung tâm của chúng ta nó đã vượt cái vùng 24.000 rồi nhá mọi người nhá. Tỷ giá trung tâm của ngày của chúng ta ngày hôm nay nó lên mức 24.036 Việt Nam đồng. Và ở trên biểu đồ tỷ giá của chúng ta USD trên VND nó đã giật lên hơn 24.300 nhá mọi người nhá. Nhìn trong cái xu hướng này mọi người hoàn toàn có thể thấy là nó đã xác nhận vào cái xu hướng tăng rồi. Đấy, tỷ giá sắp tới nó sẽ còn tăng nữa. Và mọi người chú ý là khi mà tỷ giá nó tăng ấy thì là cũng có một số áp lực nhất định đấy. Nên mọi người cũng cần phải chú ý nhá. Nó vượt qua cái vùng trending trend này này. Đấy, và nó cũng đang vào cái xu hướng tăng khá là mạnh mẽ. Nên khả năng là nếu mà ngày 20 tháng 9 tới đây mà Fed nó còn nâng lãi suất nữa thì cũng khá là căng thẳng đấy. Khả năng là đến cái giai đoạn đó chúng ta cũng cần phải chú ý nhá. Bởi vì sao? Nếu mà thị trường điều chỉnh bởi cái sự thay đổi chính sách tiền tệ và vĩ mô ấy thì chúng ta chỉ có chạy thôi chứ không còn con đường nào khác nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em là khi thị trường nó vào những cái nhịp điều chỉnh mà điều chỉnh theo cái dạng kỹ thuật, tức là sao tăng nóng nó điều chỉnh ấy, thì chúng ta có thể là yên tâm nắm giữ và mua thêm được. Nhưng cái dạng giai đoạn mà vĩ mô nó biến động, vĩ mô mà nó có thể xoay chuyển nhá, thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là chạy nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em cái giai đoạn này cũng đừng có hưng phấn quá nữa. Và chúng ta phải quản trị rủi ro, nhất là cái phần vốn margin. Ngày hôm nay buổi sáng hôm nay thì có một người bạn em làm bên công ty chứng khoán VDS. Và bạn ấy thì cũng nắm khá là rõ cái tỷ lệ gọi là margin toàn thị trường. Thì bạn ấy có thông báo là margin toàn thị trường hiện tại đang ở mức 190.000 tỷ. Tức là nó tương đương ở cái mức tháng 4 năm ngoái nha mọi người nha, tháng 4 năm 2022 ấy, tức là cái điểm nhịp này này, cái nhịp thị trường tạo đỉnh này này. Đó có nghĩa là tỷ lệ margin hiện tại đang rất là cao. Nếu mà VN Index nó muốn tỷ lệ margin thấp xuống thì nó phải đánh vượt đỉnh. Khi vượt đỉnh thì các cổ phiếu nó tăng cao nha mọi người nha. Các cổ phiếu tăng cao thì tỷ lệ margin nó tự động nó sẽ hạ xuống. Còn nếu mà nó cứ lình xình như này ấy, thì rất dễ nó sẽ xảy ra một cái cú rũ margin nha mọi người nha. Nên mọi người cũng cẩn thận giúp em. Nếu mà nó có cái cú rũ margin thì là cái cơ hội mua cho mọi người nhá. Mọi người chú ý, rũ margin chính là cái cơ hội mua. Bởi vì sao? Khi thị trường hết margin thì tự động nó sẽ bật lên thôi. Đó, đây cũng là một cái cú rũ margin này đấy. Và cái cú rũ margin này nó hoàn toàn có thể quay trở lại đường MA 50 ngày. Tuy nhiên cái tỷ lệ này là em vote cho là không cao nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý, những cái biến động của thị trường chúng ta cũng sẽ phải thay đổi cái quan điểm của mình. Bởi vì sao? Thị trường luôn luôn đúng chứ không phải quan điểm của chúng ta luôn luôn đúng nhá mọi người nhá. Ngắn hạn không có ai là view đúng 100% thị trường cả.
view chỉ cần mà được khoảng 7 lần đúng và 3 lần sai cũng là đã hạnh phúc lắm rồi. Nên là anh chị em cũng đừng có trách em, mọi người cũng đừng có lao vào đu đỉnh xong quay ra nhắn tin xuống bên dưới là phán lung tung rồi thế này thế kia. Mọi người đu đỉnh là việc của mọi người chứ có phải là của em đâu. Mọi người mua con cổ phiếu nào em đâu có biết được, đúng không? Đây này, nhóm của em mua FCN với Hòa Phát. FCN của nhóm của em hôm nay đã lỗ đâu. Nhóm của em còn đang lãi FCN lên đến 89% chứ. Còn Hòa Phát này, Hòa Phát thì cũng lỗ nhẹ 3%. Đó, Hòa Phát thì mua ở cái vùng 28.5 đến 28.6 này. Hôm nay nó về 27.6. Sáng nay em đã cho mọi người hạ bớt tỷ trọng ở vùng 28 rồi. Thì sáng nay hạ là lúc đấy là lỗ khoảng tầm 3% nha mọi người nhá. Đó, bởi vì là khối ngoại nó còn bán mạnh như này thì nhiều khi là khó mà vượt được. Với cả đây chính là cái yếu tố tiên quyết này mọi người này. Đấy, vượt đỉnh nhưng bị bán gập xuống với khối lượng tăng, nên là chúng ta phải hạ ra cho mọi người nhá. Đấy, đấy là cái yếu tố tiên quyết trong phân tích kỹ thuật. Ở những cái pha vượt đỉnh ấy là phải vượt dứt khoát thì là chúng ta có thể sẽ lấy thêm được, hoặc là chúng ta có thể nắm giữ tiếp được. Tuy nhiên nó vượt đỉnh nhưng không vượt được, gặp cái áp lực cung nó bán xuống này. Đấy, thì không hạ ra thì làm gì? Chẳng may nó gãy về, nó rũ về dưới này nữa thì sao? Lỗ nặng nha mọi người nhá. Phải quản trị vốn thật kỹ, chỉ để những cái khoản lỗ nó lỗ nhỏ thì chúng ta phải hạ nó ra. Cứ 4% mọi người hạ một nửa là cho em, hoặc là thấy xấu thì cứ 3% cắt luôn. Cắt luôn một nửa. Sau đó thì tính tiếp nha mọi người nhá. Đấy. Trong cái đầu tư ngắn hạn mọi người phải tuân thủ luật chơi, chứ không phải là mình cứ thích làm gì thì mình làm, thị trường nó luôn luôn đúng, mình chỉ là những cái người ăn theo thôi. Mình đâu có làm chủ được cổ phiếu nó tăng hay giảm, mà đội lái đội cá mập nó làm chủ. Nó muốn cổ phiếu giảm thì mình phải theo nó, mình hạ bớt ra, mình biết nó cho giảm về đâu đâu. Đấy nha mọi người nhá. Đấy là cái điều tiên quyết. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái yếu tố thứ hai, đó chính là thị trường nó sẽ đi tìm dòng dẫn dắt mới. Và em cũng đang thấy có thể sẽ là dòng banh và dòng đầu tư công, và một vài cổ phiếu dầu khí sắp tới nó sẽ nổi lên là cổ phiếu dẫn dắt nha mọi người nhá. Thì tí nữa em sẽ phân tích cho mọi người xem. Bây giờ chúng ta xem ý thứ hai, dầu khí và banh trở lại là dẫn dắt thị trường, và phân tích nhóm bất động sản suy yếu mạnh nha mọi người nhá. Thì chúng ta có thể thấy trên đồ thị, vì sao gọi là suy yếu mạnh thì em nói cho mọi người nghe này. Suy yếu mạnh là gì? Đó chính là nó bị quay trở về cái vùng đáy cũ này. Đó, và hơn hết nó đang về gần cái đường MA 50 ngày rồi. Trong tất cả những cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu, nó thông thường sẽ nhúng thủng đường MA 50 ngày nha mọi người nhá. Nên mọi người cẩn thận cho em. Bây giờ Novaland nó đang đóng ở mức 18.8 đấy, nhưng nếu chỉ thị trường chỉ cần xấu một phát là nó sẽ nhúng thủng về cái vùng 17x ngay nha mọi người, chú ý giúp em. Hơn nữa, ngày hôm nay nó về vùng hỗ trợ nhưng không có cái lực cầu vào bắt nha mọi người nhá. Khi cổ phiếu mạnh mà về hỗ trợ ấy, mọi người chú ý giúp em nhé, em chỉ nói lần này để cho mọi người hiểu. Cổ phiếu mạnh về vùng hỗ trợ chắc chắn sẽ có lực cầu vào mạnh đẩy lên nha mọi người nhá. Đấy, Novaland ngày hôm nay là một hiện tượng yếu chứ không phải một hiện tượng mạnh nha mọi người nhá. Bởi vì sao? Bởi vì nó về hỗ trợ nhưng có lực cầu vào đâu? Mọi người thấy volume có vào đâu? Tăng nhẹ này chẳng qua là một hiện tượng tiết cung. Tiết cung là sao? Là cái lực bán nó ngừng thì cái lực mua nhẹ lên một cái nó tăng nhẹ nha mọi người nhá. Đấy, tuy nhiên nó cũng không đóng nổi cái cây nến đỏ nha mọi người, cây nến xanh nha mọi người nhá. Đấy, nhóm bất động sản Novaland suy yếu này, Vinhome suy yếu này, Vinhome phá đáy luôn nha mọi người nhá, nó còn đâm thủng MA 200 ngày luôn này, ngày hôm nay nó hồi lại này, mở gap đó. Nên là cổ phiếu mạnh ở những cái dòng mạnh ấy thì luôn phải có cái yếu tố tiên quyết nảy lên đầu tiên khi mà về những cái vùng hỗ trợ. HDC ngày hôm nay cũng có cái hiện tượng suy yếu khi về lại cái vùng MA 50 ngày nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em, cái nhóm này nếu mà mạnh ấy thì nó có thể sẽ tạo mẫu hình VCP. Đó, thu hẹp 3 vòng nhá. Đấy mọi người, nên là hiện tại mọi người chú ý là có lỗ thì cũng phải hạ ra đi, đừng có cố gắng mà cãi lại với cả thị trường nha mọi người nhá. Đấy, có thể sau những cái lần suy yếu này là nó sẽ tích lũy lại và nó dẫn dắt cho cái nhịp mới. Còn cái nhịp này hiện tại chúng ta phải rút đã nha mọi người nhá. Đấy, kể cả Nam Long cũng vậy, hôm nay nó phá thủng đường MA 50 ngày này mọi người này. Mọi người thấy chưa? Trong tất cả những cái nhịp đi lên của cổ phiếu, khi mà nó phá thủng đường MA 50 ngày là mọi người không được giữ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó phá thủng đường MA 50 ngày, nó rất có thể sẽ còn đi xuống nữa nha mọi người nhá. Khi mà nó quay trở lại, nó hồi phục và nó bật lên đường MA 50 ngày với cái khối lượng lớn thì sẽ gọi là điểm mua pocket pivot, thì khi đó chúng ta mới quan tâm và chúng ta mua lại nha mọi người nhá. Rồi, và DIG thì cũng tương tự, nó cũng đang có xu hướng là sẽ về lại đường MA 50 ngày đó mọi người ạ. Đấy, hiện tại nó đang đóng ở mức
27.2 và nó đã gãy MA 20 ngày rồi. Và quay trở lại MA 50 ngày thì mọi người sẽ lỗ khá là nặng đấy. Nên là mọi người chú ý giúp em nhá. Nó đang tạo cái mẫu hình trước mắt là hai đỉnh ngắn hạn đã, và target kỳ vọng nó có thể quay trở về đường MA 50 ngày nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý giúp em bất động sản thoát ra đi. Đất xanh mạnh hơn nhá mọi người nhá, mạnh hơn. Nhưng mà mọi người cũng không nên nắm giữ. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng đang có xu hướng là thiếu sự quan tâm của dòng tiền nhá mọi người nhá. Đấy. Và đã có 3 cái phiên test đáy rồi này. 1 này, 2 này, và 3. Con này thì có thể là mọi người còn chút một hy vọng ở cái con này, bởi vì nó đã có 3 lượt test đáy. Nhưng mà nếu mà khi mà nó quay trở lại cái vùng này mà nó lại bị bán thì mọi người hạ ra nhá mọi người nhá. Chú ý giúp em. Đó, bất động sản. Em đang phân tích cái nhóm bất động sản này. Chắc nhiều anh chị cũng kẹp nhóm bất động sản nên là cũng hỏi em. Đây, Khang Điền thì mọi người có thể thấy nó cũng về lại MA 50 ngày rồi. Đó. Suy yếu nhá mọi người nhá, nó đang suy yếu đấy. Nên là khả năng nó sẽ cần tích lũy lại. Còn nếu mọi người kẹp hàng ấy thì tốt nhất là cứ nên hạ ra nha mọi người nhá. Đừng để cái khoản lỗ của mình nó lỗ nhiều hơn. Thứ hai là nhóm ngành chứng khoán đó mọi người nhá. Chúng ta sẽ đi luôn vào nhóm ngành chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán thì thực ra thì nó cũng chưa có cái vấn đề gì xấu cả. Tuy nhiên có lời thì cũng cứ nên hạ bớt ra nha mọi người nhá. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên này ấy, thông thường một cổ phiếu nó sẽ xây khoảng tầm từ 4 đến 6 nền nha mọi người nhá. Như SSI nó đã có 3 phiên này. 1, 2, 3, 3 phiên tạo nền thì khả năng nó sẽ xây nền thêm 3 phiên nữa. Và trong nền nó sẽ có những cái cú rũ bỏ nha mọi người nha. Nên mọi người có thể tránh những cái cú rũ bỏ. Những cái cú rũ bỏ nó hoàn toàn có thể kéo giật về cái đường MA 10 ngày nha mọi người nha. Đấy, nên mọi người chú ý giúp em. Không cần phải cãi chày cãi cối. Nếu mà có lãi thì cứ chốt bớt ra để dư lại một sức mua nha mọi người nha. Khi mà mọi người ôm full margin mà khi cổ phiếu nó không tăng ấy, mọi người rất bị áp lực. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng may nó rũ một cái là mọi người sẽ rơi vào cái dị thế cắt khá lỗ nặng nha mọi người nhá. Đó, nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Đây là cổ phiếu SSI. Và thứ hai là cổ phiếu HCM. HCM thì gần như là cái phiên breakout này của nó này, nó đã bị xóa bỏ nha mọi người nhá. Đấy. Nó đã giảm về cái chân của cây breakout rồi. Nên là chúng ta chú ý giúp em là hoàn toàn có thể hạ bớt tỷ trọng ra một chút nha mọi người nhá. Có lãi rồi thì cứ chốt bớt đi. Đó. Khi nào mà nó tích lũy lại sau ở cái vùng nền giá này nó chặt chẽ lại thì mọi người lấy nhá. Đó. SHS cũng tương tự. Nó đang suy yếu và test lại nha mọi người nhá. VCI cũng vậy nhá. Đấy, chứng tỏ cái cây breakout này của nó bị fail nhá mọi người nhá. Khi mà nó bị fail nó quay trở lại ngay. Còn những cái con nào ấy nó mạnh ấy là nó breakout xong là nó đi luôn. Mạnh là như con đầu tư công SCN này mọi người này. Đấy, nó breakout xong nó có quay lại đâu. Ngày hôm nay này, tất cả những cái người mua ở cái phiên này nó cho chốt lời hết, mua ở phiên này nó cho chốt lời hết nha mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy không? Cái cổ phiếu mới mạnh có thể nó sẽ dẫn dắt trong cái nhịp tới. Mọi người chú ý là khi nó breakout qua một phát là nó sẽ không quay trở lại đấy nha mọi người nhá. Còn cái nhóm nào mà nó breakout qua mà nó quay trở lại ấy, thì mọi người nên hạ bớt tỷ trọng xuống để tránh áp lực nhá. Rồi. Chứng khoán là nhóm ngành thứ hai em phân tích, và nhóm ngành thứ ba là bán lẻ nhá. Bán lẻ này. Bán lẻ thì ngày hôm nay có Masan hồi phục, tuy nhiên không đẹp nhá mọi người nhá. Nó nằm dưới MA 50 ngày nên là cũng không mẫu khuyến nghị mọi người mua. MVKG thì ngày hôm nay test lại đường MA 10 ngày. Đấy mọi người thấy chưa, cái cây này nó tăng lên này mà nó không đóng được giá trần, ngay lập tức nó có cái sự retest lại luôn nha mọi người nha. Đấy, đây là một cái kinh nghiệm cho mọi người nhớ này. Trong những cái phiên mà breakout này, đây chính là một cái nhịp breakout vượt nền giá của nó nha mọi người nha. Mọi người thấy không, đúng chưa? Đấy, breakout vượt nền nhưng gặp áp lực bán, cung phía trên đè xuống này. Đấy, cổ phiếu nó quay lại, nó test lại nền ngay. Thấy chưa? Đu ở những cái cây breakout này rất là nguy hiểm. Breakout là phải đu những cái cây mà nó đóng trần cứng nha mọi người nhá. Đấy, đấy chứng tỏ là ý chí đội lái nó đánh mạnh luôn. Như là FCN, HHV thì chơi. Còn breakout cái kiểu này á thì hàng về rất dễ là cắt lỗ nha mọi người nhá. Đấy. PNJ cũng thế luôn, breakout xong này. Mọi người thấy không? Breakout qua cái đỉnh này phát này, gặp áp lực bán cái quay lại rũ luôn. Đấy, cái nhịp này vì sao mà em nói với mọi người là nó thị trường nó vào biên sideways? Bởi vì biên sideways là breakout hay xịt nha mọi người nhá. Đấy, VN Index này. Em nói với mọi người là nó đang vào cái vùng biên sideways đấy. Nó biên sideways hình tam giác nha mọi người nhá. Mọi người chú ý giúp em là em đang tưởng tượng nó là một cái tam giác. Đó. Mọi người thấy chưa?
thì là trong cái vùng tích lũy này cổ phiếu breakout lên là hay bị quay trở lại fail nhá. Mà hiện tại chúng ta thấy chứng khoán fail này đúng không, bất động sản fail này đấy, bán lẻ cũng fail luôn đúng không, thì là chúng ta phải hạ tỷ trọng ra. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ mua ở những cái phiên breakout ở trong cái thị trường sideways ấy, là chúng ta rất dễ dính vào cái nhịp cắt lỗ nhá. Mua breakout xong về bị cắt lỗ ngay. Nên mọi người chú ý giúp em, tránh nhịp này. Index nó đang sideways đấy, nó chưa tăng được đâu. Ngày hôm trước em tưởng nó tăng vượt đỉnh luôn, nhưng mà về sau ấy nó rũ lại. Những cái phiên với khối lượng lớn như này là chứng tỏ là nhỏ lẻ đua bám còn đang nhiều. Nên là ngày hôm nay em mới cho mọi người hạ tỷ trọng ra nhá. Với cả hơn nữa là em cũng nắm được cái thông tin. Thông tin gì mọi người? Thông tin tỷ lệ margin đang cao. Đấy, cái quan trọng nhất là như vậy. Margin cao rất dễ nó cho rũ những cái cú margin khét lắm. Nên là em cũng hãi. Mình cũng là người đánh full đòn bẩy, nên là mình cũng phải cho mọi người hạ bớt ra. Bởi vì nếu mà chẳng may cái tài khoản của mọi người nó bị mất đi cái phần lãi, mọi người rất áp lực nha mọi người nhá. Mọi người tâm lý nó không thể nào vững bằng em được. Đó, cho nên em hôm nay cũng hạ hết margin mà, về khoảng tầm 90% cổ phiếu thôi. Nếu mà nó có rũ margin thì sẵn sàng nhảy vào lấy ngay nha mọi người nhá. Đấy, Ichimoku này, nếu mà nó rũ một phát về mây này là cái điểm mua đẹp. Vùng 1.200 nha mọi người nhá. Đấy, vùng 1.200 Ichimoku nó rũ về mây Ichimoku là khá đẹp. Đây lần trước nó cũng vậy này mọi người này. Đó, lần trước nó cũng rũ một phát về mây Ichimoku nó giật lên này. Đó, và lần này nếu nó rũ về mây Ichimoku nó giật lên thì chúng ta có phải là có vốn mà mua không? Cứ full cổ phiếu thì lấy đâu ra vốn mà mua, đúng không? Đấy, còn thị trường em nói mọi người nghe này, kịch bản nó chưa thay đổi, nó chắc chắn sẽ vượt đỉnh nếu vĩ mô không có gì biến động nha mọi người nhá. Mọi người chú ý giúp em là vĩ mô mà không có gì biến động thì là thị trường sẽ vượt đỉnh. Đấy, còn nếu thì em chỉ sợ vĩ mô nó biến động ấy thì có thể là độ tạo lập nó sẽ quay trở lại, nó rũ mạnh hơn. Thì lúc đấy thì em sẽ thông báo với mọi người sau. Bởi vì bây giờ vĩ mô nó đã biến động đâu, mới có một chút là nó áp lực tỷ giá thôi, và giá dầu nó đang tăng thôi, nhưng lãi suất nó vẫn đang ở mức thấp nha mọi người nha. Lãi suất vẫn đang rẻ lắm, nên là không sợ, cứ ngồi im thôi. Đừng có sử dụng margin là được, chẳng may nó rũ thì mình còn có tiền mà mua lại nha mọi người nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta đi luôn cái ý cuối cùng, đó là một vài cổ phiếu cần quan tâm trong tuần sau. Thứ nhất FCN, HHV, KSB và C4G. À còn cái nhóm thép nhá mọi người nhá, em phân tích nốt cái nhóm thép này, bán lẻ chứng khoán thép này. Thép thì em thấy là cái giá thép nó hồi phục cũng khá là tốt đấy. Đây này mọi người thấy chưa? Đây chính là một cái kênh giá tích lũy giống hệt như là dầu khí đấy nhá mọi người nhá. Này, mọi người chú ý giúp em này. Đó, nó đang tiến đến vùng trên rồi. Đây là cú spring này, nó đang tiến lên cái cạnh trên rồi này. Nó mà vọt lên phát là bọn thép nó phi mầm luôn đấy. Nên mọi người chú ý giúp em, cũng có thể chú ý cái dọn thép được nhá. Thép thì có Hòa Phát. Hòa Phát thì đang bị khối ngoại nó bán mạnh, nên mọi người hạn chế để ý đến nó. Để ý đến con HSG này. Đấy, chú ý HSG này. Nó đã có hai phiên test rồi này. Một phiên test này, hai phiên test này. Tuy nhiên khối lượng nó vẫn còn hơi lớn nhá mọi người nhá. Đấy, khối lượng vẫn còn hơi lớn, chờ nó cạn cạn thêm một tí nữa nhá mọi người nhá. Nếu nó cạn cạn thêm một tí nữa thì em sẽ báo mọi người lấy. Đó, hôm nay là nó cũng thấp xuống 10 triệu rồi này. Nó phải về được cái vùng như này này, nó phải về được cái vùng khối lượng như kiểu tầm này này, tầm 8 triệu đến 9 triệu này. Đó thì lúc bắt đầu chúng ta mới lao vào lấy nhá mọi người nhá. Một phiên test, hai phiên test, có thể sẽ có phiên test thứ ba đấy. Chúng ta sẽ chờ cái nhịp test thứ ba mà nó cạn kiệt khối lượng thì chúng ta lấy thêm HSG nhá. HSG em đã cho mọi người mua từ cây này này. Đấy, cái cây bùng nổ này em bảo mọi người lấy thêm này. Đó, Nam Kim nhá. Nam Kim cũng vậy, Nam Kim cũng hai nhịp test. Tuy nhiên là Nam Kim thì xấu hơn. Bởi vì sao? Nam Kim nó vẫn chưa thấp khối lượng xuống nhá mọi người nhá. Mọi người chú ý, thép thì có Nam Kim và Hòa Sen. Ngoài ra có con VGS nhá. VGS nó mạnh nhưng mà nó lại là cái con cổ phiếu khối lượng nó hơi thấp, nên là cũng không dám cho mọi người lấy vào. Bởi vì nếu mà mọi người lấy vào nhiều á thì mọi người sẽ mua lại, đẩy đi đẩy lại, toàn anh em ta mua của nhau thôi. Nên là thôi, VGS biết là nó mạnh nhưng mà chúng ta không lấy, bởi vì vốn nó hơi thấp nha mọi người nhá. Chú ý vào Nam Kim với Hoa Sen thôi. Nhưng mà sang tuần sau em nghĩ bọn nó vẫn còn một lần test nữa rồi bắt đầu nó mới đi lên nha mọi người nha. Nên mọi người cũng không cần vội vàng. Bây giờ phân tích luôn những cái cổ phiếu đáng chú ý, đó là FCN, HHV, KSB, C4G nha mọi người nhá.
FCN. Đầu tiên là FCN này, mọi người có thể thấy này. Đó, mọi người thấy MACD nó mạnh không? RSI nó mới có một đỉnh này. Chắc chắn là nó sẽ cụp xuống và giật lên nhá mọi người nhá. Đấy, giật lên là RSI nó sẽ tạo hai đỉnh. Đó, MACD nó chưa có đỉnh nào này. Đấy. Nên là mọi người nhớ giúp em, FCN là con mạnh nhất trong dòng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó tăng có gap nha mọi người nhá. Đấy. Nó tăng có gap và nó kéo trần ở cái phiên đấy, nó kéo kịch trần. Nó không cho ai mua thêm nha mọi người nhá. Và cái phiên ngày hôm nay hàng về nó cho chốt lãi thoải mái luôn. Trong phiên có lúc nó đã kéo lên 19.4 cho mọi người chốt lãi rồi. Đó, không phải ngẫu nhiên mà đội lái nó cho mọi người chốt lãi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người chốt bao nhiêu nó nhập hết. Mà nó nhập hết thì làm gì? Để nó kéo tiếp một nhịp nữa nhá. Đấy là mọi người chú ý chú em. Đầu tiên là ưu tiên FCN. Thứ hai là HHV. Đó, HHV nó mạnh tiếp tục, ngày hôm nay nó còn không đỏ luôn. Ba cái mũi tên này là mũi tên vượt đỉnh đấy. Đó, nên mọi người chú ý HHV nó xây một cái nền ở đây. Cạn khối lượng xuống thì mọi người lấy vào giúp em nhá. Đấy, nó là cổ phiếu mạnh đó, HHV. Thứ ba là KSB. Mọi người thấy chưa, con KSB này hôm nó vượt đỉnh em bảo nó không đóng được ở giá cao nhất đúng không? Thì nó quay trở lại nó rũ đấy. Đấy. Chuẩn không mọi người? Nó quay trở lại nó rũ lại cái nền này của nó này. Đấy, nó về nền rồi. Khả năng là vài phiên nữa là nó sẽ nảy lên nhá. Nên chú ý lấy KSB được. Và cuối cùng C4G nhá mọi người nhá. C4G đang tạo mẫu hình gì mọi người biết không? Vai đầu vai nhá mọi người nhá. Vai, à đây là đầu. Đây là vai. Và đây là vai trái nhá mọi người nhá. Nhớ này, để ý giúp em nhá. C4G. C4G nhá mọi người nhá, C4G nhá. Đấy. Nếu mà tham gia có thể canh vùng 14.6 được. Nó đang retest lại này. Mọi người thấy này, tăng vượt đỉnh này, khối lượng vào này. Mọi người thấy chưa? Tăng lượt vượt đỉnh, khối lượng vào này. Test lại. Không có khối lượng. Đó, đấy là cái yếu tố tiên quyết trong VSA. Có nghĩa là khi mà giá tăng thì vol tăng, mà giá giảm thì vol giảm. Chứng tỏ lực cầu là cái lực, à cái lực cung là đang bị lực cầu nó hấp thụ nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý. Rồi, bây giờ đến sang cái nhóm cuối cùng là banh nhá. Banh thì em thấy có Vietcombank, Techcombank, VIB. Khá đẹp nhá mọi người nhá. VIB và MSB. Vietcombank này, Vietcombank em thấy ở trên đồ thị đang có mẫu hình vai đầu vai nhá mọi người nhá, VCB. Và ngày hôm nay có điểm mua pocket private nhá. Thực ra nếu mà anh chị em nào mà có thể là lấy Vietcombank ngay phiên hôm nay cũng được. Bởi vì ngày hôm nay nó là cái phiên nảy lên với cái khối lượng lớn này. Đó, nên là chúng ta hoàn toàn có thể đánh một nhịp. Nó quay trở về đỉnh cũ vùng, vùng bao nhiêu mọi người? Vùng 93 nha mọi người nhá. Đấy, nó đang ở vùng 89 lên 93 mọi người, cũng khoảng tầm 5-7%. Tuy nhiên là biên lợi nhuận nó hơi ngắn nên là mọi người cũng không cần phải quá chú ý. Nhưng mà cổ phiếu này bây giờ mua là an toàn này. Đấy, bởi vì nó tạo cái mẫu hình vai đầu vai này. Vai này, đầu này. Đấy, và đây là vai ngược của nó nhá mọi người nhá. Đấy, và đây là điểm mua này. Điểm mua là ngày hôm nay đó. Ngày thứ hai nếu mà mọi người thấy nó giảm đỏ mọi người lấy cũng được. Vietcombank, chú ý là đừng mua bằng margin nhá, đoạn này tuyệt đối không đánh margin. Techcombank, Techcombank, TCB, TCB. Đấy, Techcombank thì đang test hai lại lần thứ hai này, một lần test này, hai lần test này. Đó, cái lần test này này, khi mà rơi về MA10 cái nó nảy lên luôn mọi người nhá. Tuy nhiên là khối lượng nó vào nó còn vẫn còn hơi cao, nên là mọi người chờ nó cạn khối lượng đi một tí nữa mọi người lấy nhá. Thứ ba là VIB. VIB thì nó quá mạnh, nó mở gap nó tăng luôn. Tuy nhiên cái hiện tượng này mọi người thấy nó giống con KSB không? Đấy, vượt đỉnh nhưng không đóng được ở cao nhất thì quay trở lại test lại nha mọi người nhá. Đấy, mọi người canh nó test lại vùng 20.9 mọi người lấy. Rồi, và cuối cùng là con MSB nha mọi người nhá. Đó, MSB thì bây giờ nó về đỉnh cũ rồi. Con này thì em pick cho mọi người từ hôm trước. MSB này, MSB với VP Bank thì nó đang gặp cái kháng cự này rồi, mọi người chờ nó tạo thêm một cái VCB nhỏ nữa mọi người lấy nhá. Rồi, kết thúc video ở đây thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Và nhớ là em Cường có một cái nhóm Zalo là 0936 812449. Anh chị nếu về tem tư vấn của em sẽ hỗ trợ mọi người nhiệt tình.
cùng nhau kiếm tiền trong cái giai đoạn 2023 và đến cuối 2024 nhé mọi người nhé. Bởi vì em cho rằng nếu chính sách vĩ mô vẫn còn tốt thì thị trường sẽ còn tăng đến cuối 2024 nhé mọi người nhé. Rồi, chúc mọi người đầu tư an nhàn, thành công, cuối tuần vui vẻ.